Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nguyên Trần. Và ngày hôm nay thì Nguyên sẽ giới thiệu cho anh chị một căn nhà có mặt tiền là ngang 7,8m và dài 25m, tổng diện tích công nhận là 201m2. Căn này thì nằm trên đường Trần Khánh Dư, cái đoạn nối ra đường Trần Khắc Chân ha mọi người ha. Mặt tiền đường này cũng rất là rộng và trước nhà thì cũng sẽ có cái chỗ để đổ xe hơi rất là tiện lợi luôn. Và kết cấu của căn này thì là 4 lầu. Khu vực này thì rất là tiện lợi, rất là thích hợp để có thể kinh doanh nhà hàng hoặc là làm văn phòng hay là thẩm mỹ viện. Vì xung quanh khu vực này cũng rất là nhiều nhà hàng và thẩm mỹ viện, khu này ăn uống, kinh doanh những ngành hàng ăn uống thì rất là phù hợp. Và nếu như anh chị đang quan tâm đến tài sản này thì liên hệ với em Nguyên theo số điện thoại bên dưới màn hình để có thông tin chi tiết về căn nhà nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.